Hello, em chào các bác nhá. Đấy, hôm nay em lại tiếp tục đánh với thính C7 các bác nhá. Đánh hàng bom luôn. Đấy, các bác không nhận hàng nghe em quá buồn. Đấy, một đơn hàng quay đầu về cho em có phải ít tiền đâu các bác. Cho đi 30.000 quay đầu về 7.000 nữa 37.000. Mà các bác em đã bán giảm giá cho các bác rồi mà các bác không thèm nhận hàng kìa. Buồn quá. Đấy, hôm nay em sẽ đánh lại tiếp tục bom đơn hàng của các bác nhá. Đấy, để em ủ mấy thính C7 để em đánh hồ câu Cam Linh tối nay nhá. Chọn cho em 10 con ốc các bác. Các bác cứ sợ là em bán hàng này bán một thính mà đi câu một thính. Đây em bán cho các bác đây, các bác không nhận hàng nhưng hôm nay em lại lấy thính của các bác bom hàng em đi câu cho các bác xem nhá. Đây các bác chọn cho em 8 đến 10 con ốc, các bác rửa qua này, đợi ốc há miệng ra nhá, các bác nhìn cái ốc há miệng này, rồi các bác bóc thính các bác rác đều cho em, trộn nhẹ nhàng ủ tính cho em thời gian 1-2 tiếng là bác câu nha các bác. Nếu mà các bác muốn đánh được chuyên một chép, các bác cho em thêm 2 lon ngô ngọt trộn đều ra thả mồi luôn các bác nhé. Còn đâu là không nên ủ thời gian ngô ngọt quá lâu thì nó lấy đi vị thính, vì là vị thính nó là thính thuốc bắc không phải là hương liệu nên là nó hay bị lấy vị thính nha các bác nhé. Một gói này các bác đánh cho em từ 6 đến 12 cân ốc được. Còn nó đánh đài đánh đơn thì các bác thế thôi, hết rồi, trộn đều lên cho anh. Đơn đài các bác chọn cho em 1 đến 2 cân ốc thôi. Không cần phải chọn nhiều các bác nhé. Đấy chỉ vậy thôi. Thời gian ủ tính cho em 1 đến 2 tiếng. Mùa đông các bác có thể ủ quá lên 4-5 tiếng thoải mái không sao. Đấy. Rồi bác xem vào xem kênh của em thì nếu cảm thấy hay thì cho em xin nút like, nút đăng kênh để em ra video đẹp nhất cho các bác xem nhé. Vâng, chào các bác. Bây giờ mới đến hồ câu Cam Linh. Bây giờ em ra ổ xong em đổ mồi các bác nhé. Ngồi chỗ này thì là đang là tình là khoai nhất hồ. Cả hồ hôm nay thì rất đông. Đấy. Phao như sao rời luôn. Lên là một con cá quá. Chắc giờ hôm nay phải hơn 20 cân, 30 cân. Lên một con cá ở góc cuối. Không biết là em hôm nay em đánh khuôn tầm độ hơn 80 mét. Em thấy có vào việc không? Phao tít ngoài xa. Hình như nếu đã bây giờ là đang xa nhất hồ. Này lại đánh phao 36. Trục dù thì là 2.5 của Gasun. Máy Stella. Cần 45 AX. Đổ mồi xong rồi các bác nhá. Mất tích. Có cái ổ bên này, phao đỏ này. Đấy, anh đổ mồi từ 8 giờ sáng đến giờ. Thở rất nhiều luôn. Ôi, mà anh ơi. Ôi trời, đọc chưa? Trời. Thế mà. Cá cũ nó quay đầu nhiều nhá. Mau. Mày không được. Trong gọi này. Gọi cái gì? Gọi thuốc này. Làm gì theo này. Em cứ xoay bóng bóng cao đi. Ui chứ có mặt. Ốc thối à.
thối. Vào mặt nó dày. Ờ quả ức. Nó xem vẻ này. Đây. Đĩa. Nhỏ. Ôi trời ơi. Ôi. Ôi rồi. Lôi cả cần đi. Ôi thôi đứt rồi. Ôi giời. Lôi cả cần đi. Ôi thôi đứt rồi. Đứt. Đang. Đang nhắn tin cho khách luôn. Thế mà không được. Mất tích. Thật. Em điên. Ăn phải rồi. Điên của cái cột điện ở tận góc bên kia. Cao luôn. Nào, bơm nữa mà. Liên tục. Thật. À đây này. Bọc bọc xuống liên tội mà không được. Chắc là đang sang đấy. Xuống liên tục luôn, ném ra là đi à? Phải thật. Còn chưa cả địch kịp đi tiêu. Bật máy quay phát đấy chưa? Cứ ném ra là gì à? Ném ra là gì à? Đấy. Đấy, con Sophie rồi đấy. Xa quá. Ném ra là điểm, ném ra là điểm, mất tích, điểm dã man. Điểm. Ốc, ốc phố. Cái biết tụi sạc ra không? Đến rồi. Nhắm đến cùng nhắm hết. Nó vào chỗ cái dịa đấy hay vào dịa đấy mắt. Ném ra là mút hết. Con này nó còn mút từ trước rồi. Mình cứ tưởng là nó cao nó chỉnh rồi. Nhá lên nó, dâng lên nó, nó lị mà nữa. Giữa ổ à? Cứ giữa ổ đi. Chưa kịp tiêu ngang. Chưa kịp đi tiêu ngang. Bảo đi ra cái tiêu ngang ngay đã vụt rồi. Ôi đi ra quét xuống thì chẳng mạnh. Điếu nhẫn. Đang ăn mạnh lắm. Bảo hôm nay là ngánh chó mà. Mấy
Anh vớt đi em vớt. Này xuống à? Ui, con này to lắm. Vâng. Đừng vào cho vào cái cây đấy. Ui nào thì hớt về nào vượt rách đấy. To đấy. Ui con này to. Con khủng khiếp. To đấy, ngon đấy. Con này trên 10 rồi. 5 lít nữa phải nhốt. Bắt bụng này, cái này đấy. Đẹp đấy, con này cả thôi tuyệt vời. Đã lâu trước rồi, quá tuyệt vời. Này đánh xe mấy đây anh? Xe 7. Rồi ok, mày em cho. Mất hình à? Mất tích. Qua chân lên. Mất tích. Ôi mất rồi. Biển thế. Thế mà không được. À vẫn ăn. Được không ăn cơ. Xuống đẹp dã man. Anh ơi em nhờ phát. Nó sang anh. Vừa nhấm phát. Phát này lì luôn. Quan trọng là phải biết câu, loại xuống đánh nhiều đánh làm gì. Ê, ê. Xuống đẹp thật. Lì. Tầm nó ục ục mà anh đánh trong gần 1 mét đấy. Đây, vẫn cứ đè, vẫn cứ từ từ. Khỏe thế nhỉ? Chết rồi, nó sang bên anh nhảy rồi. Chìm như cà khèo. Chìm như cà khèo. Khoanh khoanh lên tí. Nó đang sang chụp anh đây, sang đây rồi này. Em mất bao cơ hội. Chân rồi. Đấy. Tỏ đấy. Tỏ đấy. Là cá cú à? Đánh điểm khoai nhất hồ. Phải gấp ở những điểm khoai này nó rực rỡ này. Nó toàn cá khoai. Ổn không? Hôm qua em không biết nhà mình có đẹp.
nó ốc thối. Chuông tay là chuông huỳnh. Đây ngày hai tạ đất. Rồi lên đấy. Quá tuyệt vời. Đỡ luôn em. Này bà khước. Ngoài đấy có cái bút này. Tâm cắn vật. Không mất một cái vẻ. Quá đẹp luôn. Xong rồi để anh bê con đấy làm hình phông ấy. Thả luôn ra hồ đó. Hello, em chào các bác nhé. Đây bây giờ làm hết hơn 2 ca câu, 3 ca câu ở hồ câu cua Cam Linh các bác nhé. Tổng vào ổ nếu chạm thì chạm 5 con, nổ chung 1. Tối bong 1, sáng bong 1, được 2 các bác nhé. Đi chợ sáng được 1 con 600, đi chợ cho chủ hồ 1 con 500 nữa. Thế là tổng được 1 triệu 1. Đấy, hôm qua đánh là không lỗ. Về bờ Phú Thắng. Nói chung là hồ hôm qua thì em đánh xa quá, đánh hơn 80 mét nên là cá nó ăn đầy lúc không bắt được nhịp, mới gió, sóng gió mới mưa. Mà cái đánh đúng điểm nó khoai nhất, đánh đúng điểm khoai nhất hồ luôn. À, những điểm đấy là ít anh em ngồi vì là không lên cá. Hôm qua đánh điểm đấy quá khoai luôn. Nhưng không lên cá, nhưng hôm qua em đánh hồ đấy là khoai nhất hồ, là như là này cuốn nhất hồ các bạn. Đấy, khoai nhất hồ nhưng hôm qua cuốn được nhất hồ. Đấy, hôm qua thì vào qua đánh đêm qua đã tổng vào đã chạm mấy phát rồi, nhưng mà đánh muộn mới nó ăn cao không dính. Thì sáng nay dính vào việc, nhưng mà hôm nay nói chung là đánh C7 đây là uy tín các bạn. Đấy, hai ổ C7 đều vào việc hết. Có em Quân này đánh giật rất nhiều luôn, nhưng mà nó ăn cao. Quân qua tham thính trò qua rưỡi nói không nghe. Bây giờ bấm hết 3 ca câu ở hồ câu cô tí rồi, bây giờ đang về đường các bác nhé. Đang lên đường về đường. Em đi xe. Các bác xem kênh của em cảm thấy hay thì cho em xin nút like, nút đăng ký kênh để em ra những video đẹp nhất cho các bác xem nhé. Em chào các bác. Xe ra cầm cái...